Namaste. Chào bạn thân mến, rất vui được gặp bạn ở đây. Chào mừng bạn đến với bài tập yoga nâng cao để lên tư thế Hanumanasana, tư thế xoạc dọc. Bài tập sẽ có sự tham gia của các yogis đến từ Thiên Ân Yoga House, thành phố Hội An là yogi Châu và yogi Huyến. Cảm ơn hai bạn đã tham gia bài tập này cùng với Sophie. Và trong bài tập này thì bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một tấm thảm tập yoga và mặc một bộ quần áo thoải mái. Khi nào đã sẵn sàng hãy quay trở lại đây để cùng Sophie và các yogi ở Thiên Ân Yoga House tập luyện yoga nâng cao lên tư thế xoạc dọc Hanumanasana nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trong tư thế vào tư thế đứa trẻ. Hãy quỳ hai gối của bạn xuống, hông chạm vào gót chân với dài tay lên trước. Đặt trán xuống sàn. Đây là tư thế tuyệt vời để chúng ta đưa sự tập trung vào bên trong. Hãy đưa tâm trí của bạn vào giây phút hiện tại. Hãy tách biệt mình với thế giới bên ngoài tấm thảm. Chỉ có bạn, cơ thể và tâm trí đang hiện diện ở đây, trên tấm thảm này. Hãy quan sát cơ thể, quan sát hơi thở. Hít một hơi thật sâu với các ngón tay về phía trước, kéo dài hai vai, cùi chỏ, hai lườn của bạn. Thở hết ra, hạ ngực xuống xả. Hãy thư giãn khuôn mặt, thả lỏng quai hàm, thư giãn đôi mắt. Môi mím nhẹ. Khuôn mặt thản nhiên, thư thái sẽ là điều mà chúng ta muốn có trong tất cả các tư thế asana. Dù bạn đến với thử thách nào của bài tập thì hãy luôn giữ khuôn mặt như thế này nhé. Hít thở sâu. Bây giờ, hãy nhắc nhở bản thân về mục tiêu luyện tập ngày hôm nay, về tư thế nâng cao thử thách trong bài tập này, xoạc dọc Hanumanasana. Bạn biết gì về tư thế này? Trải nghiệm của bạn như thế nào những lần trước luyện tập? Điều gì bạn yêu thích? Và điều gì bạn không? Hãy ôn lại một chút. Hãy hướng tới cảm nhận nâng cao trong tư thế Hanumanasana. Tập trung vào giây phút hiện tại. Kết nối cơ thể
với hơi thở, với vạn vật, cảm giác chánh niệm. Trong suốt bài tập này, nếu bạn là người mới thì cũng có nhiều từ thế biến thể của soạt dọc sẽ được hướng dẫn trong bài tập hôm nay. Chỉ cần bạn tin tưởng vào cơ thể của mình và lắng nghe cơ thể, bạn sẽ luyện tập thật tốt. Bây giờ hãy cùng nhau xòe 10 ngón tay xuống sàn, bấu các đầu ngón tay và khớp tay kết nối với tấm thảm. Hít vào, chồm lên, cùng nhau vào tư thế cái bàn. Rồi thở hết ra, cuộn 10 ngón chân xuống, tách hai bàn tay rộng bằng vai, nâng gối lên, hít vào đẩy vai về sau, kéo dài cột sống. Thở đầy xương cụt cao lên trời, chó úp mặt. Hãy bước hai bàn chân lên trước, một bàn chân đo khoảng cách từ tay đến chân, sao để bạn cảm thấy là cột sống được kéo dài, xương cụt cao nhất. Và bây giờ chúng ta cùng đánh thức hai chân, đi bộ tại chỗ, đặt từng gót chân xuống sàn, hít thở sâu, kết nối cơ thể với hơi thở. Từng chuyển động của bạn hãy làm theo hơi thở. Nhấn bàn tay, nhấn các khớp tay, nhất là ngón trỏ của bạn xuống nhé, để mình đẩy hai vai về sau và xoay cơ nhị đầu về trước. Hóp bụng lại, ổn định cột sống, đẩy xương cột lên trời, thả lỏng cổ. Thêm vài hơi thở nữa trong tư thế chó úp mặt. Mở khớp xương và vai sang hai bên, xoay cơ nhị đầu về trước. Rồi, tiếp tục đi bộ tại chỗ. Giờ chúng ta dừng lại và nâng chân phải lên cao, hít một hơi thật sâu, chó úp mặt ba chi, hãy úp hông phải xuống, đẩy vai về sau, hít thở đều. Tiếp tục đưa xương cụt lên trời bằng cách là hóp bụng và đưa rốn hướng về đùi trái. Hãy cảm thấy cơ mông phải được siết lại khi bạn nâng chân lên. Một hơi sâu nữa nào, hít vào. Thở hết ra, chồm lên phía trước, hai vai thẳng hàng với hai cổ tay. Co gối phải, hướng về cùi chỏ trái. Rồi từ đây chúng ta sẽ duỗi gối phải hướng sang tường trái, đưa tay trái lên nào, đặt bàn chân phải xuống ngang hàng với bàn tay, trượt bàn chân về phía tường trái để đẩy hông phải lên, hít vào. Rất tốt, hãy cảm thấy khớp hông phải được mở căng tới mức như là ngón chân cái của bàn chân phải của bạn chạm sàn đấy. Và bàn tay phải ngay dưới vai, đẩy hông cao lên nào, thả lỏng cổ, hít một hơi thật sâu ở đây. Rất tốt, thở hết ra. Chúng ta đặt tay trái xuống nào, trở về chó úp mặt ba chỉ, hít vào nâng gối phải lên. Thở hết ra, chồm lên trước, vai thẳng hàng với cổ tay. Rồi từ đây chúng ta nhấc bàn tay phải lên khỏi sàn, má ngoài của bàn chân trái chạm sàn nhé. Rồi co gối phải, không tiếng động, đặt mũi chân chạm sàn phía sau, hít vào hoang dã, đưa tay phải qua đầu, tay trái ngay dưới vai trái, đẩy ngực cao lên, mở lưng trên, thả lỏng cổ, mắt nhìn bàn tay phải. Đúng rồi, hãy đẩy ngực cao lên để mở lưng nào, nhìn bàn tay phải của mình. Rất tốt, thở hết ra, vào tư thế
tấm ván nghiêng, có thể đặt bàn chân phải xếp chồng lên bàn chân trái, hướng xương cụt về cuối thảm, mắt nhìn lên để thử thách hà năng thăng bằng, nâng hông cao lên. 3 2 1 Co gối phải hướng về phía trước và hãy chậm rãi xoay gót chân trái lên trời. Đặt bàn chân phải lên đầu thảm, đặt gối trái xuống sàn. Hít vào, vươn tay lên cao, trăng lưỡi liềm thấp, kéo dài cột sống nào, mở căng lồng ngực, mắt nhìn lên. Giữ ở đây hoặc bạn có thể đan tay phía sau, hướng ngực lên trời. Dù bạn chọn biến thể nào của cánh tay, hãy mở căng ngực ra, hạ vai xuống. 3 2 1 Hít vào, vươn tay qua đầu, kéo dài cột sống nào, thở hết ra, gập người xuống, tay chạm sàn, lùi hông về sau, hướng mũi chân phải lên, xoạc một bên. Hít vào, đẩy ngực về trước mặt, thở hết, úp bụng ngực cằm xuống chân phải, đặt tay trái lên vai phải, hướng cùi trỏ trái về ngón chân phải. Hãy cùng cảm nhận sự kéo giãn, duỗi dài ở lườn trái. Hãy thả lỏng vai phải nhé, thư giãn cổ gáy, giữ ở đây. 3 Lùi hông phải về sau bạn nhé, để chúng ta kéo giãn cho cơ khoeo bên phải. Hướng mũi chân lên. 2 1 Tốt lắm, đặt tay trái của mình xuống sàn, co gối phải lại, nâng gối trái lên. Rồi từ đây chúng ta đẩy rốn ngực ra thảm để có khoảng trống, nhấc bàn chân phải lên khỏi sàn. Không tiếng động, đưa chân phải về sau tấm ván. Hít vào, chồm lên mông vai đầu trên một đường thẳng. Cùng giữ ở đây, hãy đẩy rốn ra thảm, hóp bụng. 3 2 Hít thở sâu. 1 Chồm lên phía trước, co cùi trỏ, chặt chú han gà giữ nào. Rồi hít vào, rắn hổ mang hoặc chó ngửng mặt, đẩy ngực lên, thở hết ra, đẩy hông lên, chó úp mặt chữ V ngược. Chúng ta cùng đổi bên nhé. Nâng chân trái lên, hít vào, chó úp mặt ba chi. Hãy úp hông trái xuống, hai hông cân với nhau, nhấn bàn tay, đẩy vai về sau, hóp bụng. Giữ ở đây, cảm nhận cơ mông bên trái được siết lại. 3 2 Nếu mà hông trái của bạn bị hướng lên trời thì hãy úp hông trái xuống, xoay cơ đùi trong của chân trái hướng lên. Rất tốt, một hơi sâu nữa nào. Hít, thở hết, chồm lên phía trước, vai thẳng hàng với cổ tay. Co gối trái chạm cùi trỏ phải. Rồi nhấc bàn tay phải, nếu được duỗi chân trái sang tường phải, đẩy bàn chân ra xa thẳng. Rồi đưa hông trái lên, tay phải qua đầu, hít vào, ngả về sau, nhấn tay trái xuống, đẩy ngực cao lên nào. Thở hết, bước trở về, chó úp mặt ba chỉ. Đặt tay phải xuống sàn, nâng chân trái lên, hít vào, thở hết, chồm lên trước, vai thẳng hàng với cổ tay. Rồi từ đây chúng ta đặt má ngoài bàn chân phải chạm sàn, nhấc bàn tay trái lên, co gối trái của mình, rồi đặt phía sau. Hoàng dã, hít vào, tay trái qua đầu, đẩy ngực cao lên nào, tay phải của bạn làm trụ ngay dưới vai. Thả lỏng cổ, mắt nhìn bàn tay trái. Hơi ở lần thở ra tiếp theo, hóp bụng vào, tư thế tấm ván nghiêng, có thể đặt chân trái lên chân phải, hóp bụng, hướng xương cụt, đốt xương cuối cùng về cuối sàn nhé.
giữ ở đây và đẩy hông cao lên, 3, 2, 1, co gối trái lại nào, mà chậm rãi xoay gối trái về phía đầu thẳng, hướng gót chân phải lên và bước lên phía trước, đặt gối phải xuống sàn. Hít vào, vươn tay lên cao, lưỡi liềm thấp, kéo dài cột sống nào. Thở hết ra, đẩy ngực cao lên trời. Giữ ở đây, hoặc hai tay của mình đan phía sau, đẩy ngực lên. Và các bạn nhớ nhé, hãy đẩy cái hông phải lên phía trước và hướng hai hông về phía đầu thảm. Tìm cảm giác căng duỗi ở phía trước hông phải, cơ thắt lưng trọng của bạn. 3. Hãy cảm giác như ai đang nhấc bổng ngực của bạn lên trời vậy. 2. Một, rất tốt, cùng đặt tay xuống sàn phía trước, lùi hông ra phía sau, mũi chân trái của bạn hướng lên trời. Hít vào, đẩy ngực về phía trước thảm, kéo dài cột sống. Lùi hông trái về sau, thở hóp bụng, gập người xuống chân trái. Thả lỏng cổ, mắt nhìn về cuối thảm. Hãy đặt tay phải lên vai trái và hướng cùi trỏ phải về ngón chân. Giữ. 3. Một, tốt lắm, đặt tay phải xuống sàn, co gối trái, nâng gối phải lên, rồi nhấn bàn tay xuống, đẩy ngực rốn hông cao lên và hít vào, nâng bàn chân trái lên khỏi thảm, rồi di chuyển về sau tấm ván, mông vai đầu thẳng hàng, đẩy rốn xa thảm, cùng giữ ở đây. 3. Kích hoạt cho cơ lõi. 2. Nhấn bàn tay xuống. Nếu như bạn cảm thấy yếu ở đâu trong tư thế này thì hãy đưa sự tập trung vào bộ phận đó. Nếu như hai tay của bạn mỏi thì hãy xoay cơ nhị đầu về phía trước, đẩy ngực xa thẳng. 1. Chồm lên, hít, nhìn về trước giống như nhìn xuống vực vậy đó, rồi co củi trỏ chaturanga. Hít vào giãn hổ mang, nâng ngực hoặc chó ngẩng mặt, thở cho úp mặt, co gối đẩy hông cao lên trời, mắt nhìn các ngón chân, nhìn lên phía trước giữa hai bàn tay, hóp bụng bước nhỏ lên phía đầu thảm, giữ lưng thẳng khi bạn bước nhé. Hít vào, nâng nửa người lên, thở, hóp bụng, gập bụng, ngực cằm xuống hai chân. Hít vào, co gối cuộn từng đốt sống lưng, nâng bụng ngực cằm theo thứ tự từ dưới lên trên đỉnh đầu, cảm nhận nguồn năng lượng chạy từ dưới lên, tay vươn qua đầu, mở ngực kéo dài hai lượt, thở hết, chắp tay trước ngực, samadhi hít chi. Rất tốt, hít vào, vươn tay qua đầu, kéo dài cột sống nào. Thở hết, co gối gập người xuống. Hít vào, nâng nửa người lên. Thở hết ra, úp bàn tay xuống, bước hoặc nhảy về plank tấm ván. One Vinyasa. Gặp nhau ở chó úp mặt. Co gối nhìn lên giữa hai tay, hít, bước hoặc nhảy chân lên trước. Hít vào, nâng nửa người lên. Thở, gập người xuống, hóp bụng lại. Hít vào, vươn người đứng dậy từ dưới lên trên nào. Vươn tay qua đầu. Thở hết, chắp tay trước ngực, samadhi hít chỉ.
Tốt lắm, cùng làm tiếp chuỗi chào mặt trời. Hít vào, vươn người tay qua đầu. Thở hết ra, gập người xuống, hóp bụng lại. Đẩy xương cụt lên cao. Hít nâng nửa người, võng lưng mở ngực. Thở, úp tay xuống, bước hoặc nhảy về sau. Tấm ván One Vinyasa. Các bạn có thể nhảy về Chaturanga, đẩy lên tấm ván, rồi làm một Vinyasa. Sau đó chúng ta gặp nhau ở chó úp mặt. Bạn hãy làm Vinyasa và chào mặt trời theo sở thích của bạn nhé. Rồi, chúng ta cùng trở về chó úp mặt và tiếp tục co gối, hít vào, bước hoặc nhảy lên. Rất tốt. Hít nâng nửa người. Thở gập người xuống, hóp bụng lại. Hít vào, vươn tay lên cao. Kéo dài cột sống. Thở samadhi hít thì tay chắp trước ngực. Tiếp nhá, hít vào, vươn tay lên cao. Thở gập người, hóp bụng lại. Bạn mới cứ co gối và đẩy xương cụt lên. Hít nâng nửa người. Thở úp tay xuống. Bước hoặc nhảy về Chaturanga rồi đẩy lên plank nếu được. Hoặc chúng ta nhảy về plank và gặp nhau ở chó úp mặt. Co gối. Hít vào, nhìn lên phía trước thả. Bước hoặc nhảy trần lên. Rất tốt. Hít nâng nửa người lên, võng lưng mở ngực ra nào. Tay có thể đặt lên đùi, thở hết ra gập người xuống. Hít vào, vươn tay lên cao, 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 cao. Thở chắp tay trước ngực, samadhi hít thì. Thêm một lần nữa, hít vào, vươn tay lên cao. Thở hết ra gập người xuống, hóp bụng lại. Hít nâng nửa người lên, tay chạm sàn hoặc đặt lên đùi. Hãy nhấn rốn của mình xuống, võng cái lưng nhé. À đúng rồi, bạn có thể co gối lại một chút hoặc đặt tay lên đùi này. Đúng rồi, để mình nhấn cái rốn mình xuống, võng cái lưng. Đúng rồi, chồm cái hông lên trước. Cảm thấy cột sống được kéo dài, hơi võng lưng một chút. Nhấn cái rốn xuống, đẩy vai lên cao. Nhấn ngực xuống, tốt rồi. Thở hết ra, gập người, tay chạm sàn. Rồi chúng ta bước hoặc nhảy về sau nào. One Vinyasa. Gặp nhau ở chó úp mặt. Chữ V ngược. Co gối nhìn lên phía đầu thảm. Rồi bước hoặc nhảy lên. Hít nâng nửa người lên. Thở gập người xuống. Đúng rồi. Hít vào, vươn người đứng dậy, tay qua đầu. Thở hết, chắp tay trước ngực, samadhi hít thì. Rất tốt. Chúng ta cùng vào tư thế cái ghế. Rồi co gối hạ thấp hông, tay chạm vào gót chân. Hít vào, vươn hai tay lên cao, 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 cao. Thở hết, đặt tay xuống, bước hoặc nhảy về sau. One Vinyasa. Gặp nhau ở chó úp mặt, chữ V ngược. Rất tốt. Rồi chúng ta cùng nâng chân phải lên cao. Hít một hơi thật sâu ở đây. Úp hông phải của bạn xuống nào. Thở hết, chồm lên gối phải, chạm cùi trỏ trái. Bao tư thế tam giác duỗi một bên, duỗi chân phải. Đẩy hông phải lên, đưa tay trái qua đầu. Rồi, đẩy hông phải lên cao, ngón chân cái của bàn chân phải chạm xuống sàn, rất tốt. Rồi, trở về chó úp mặt ba chi, hít vào nâng chân phải lên. Rất tốt, thở chồm lên trước, nhẹ nhàng vào hoang dã, nhấc bàn tay phải lên nào. Đưa chân phải ra phía sau. Rồi, chúng ta nhấn tay trái xuống làm điểm tựa để mình đẩy ngực trái lên nếu được bằng với ngực phải nhé. Rất tốt. Rồi trở về tư thế tấm ván nghiêng, đặt chân phải lên trên chân trái, đưa tay phải qua đầu. Rồi từ đây hãy nhẹ nhàng, chậm rãi xoay gối phải hướng về đầu thảm và hướng gót chân trái lên trời. Mình đưa cái bàn tay phải của mình hướng về sau, mình sẽ có thể
control, mình điều khiển được tư thế này dễ hơn đấy. Hãy bước lên trước theo cách của bạn nhé. Rồi chiến binh 1, nâng tay qua đầu, hít vào. Ở đây có thể đặt gót chân trái xuống sàn. Nhiều khi là chúng ta đặt chân phải lên trước và cái hông trái phía sau bị nghiêng, thì các bạn hãy đẩy hông trái lên trước nhé, và gót chân sau hướng lên trời một chút cũng được. Nhưng hãy dùng cái năng lượng ý của mình để hướng gót chân trái xuống, kéo giãn bắp chân. Rồi, vươn dài cột sống hướng xương cụt xuống. Hít một hơi sâu ở đây, thở hết ra, đẩy ngực cao lên trời, mắt nhìn lên, giữ tư thế chiến binh 1, nằm, đan bàn tay với nhau, 4, hít thở sâu, rất tốt, 3, 2, 1, chồm lên trước 45 độ, rồi hướng hai tay về trước. Rồi hướng gót chân trái lên trời, đẩy hông trái lên phía trước thảm nhé. Rồi từ đây chắp tay trước ngực nào, nhấn bàn chân phải, nâng chân trái lên, chiến binh 3 biến thể. Ở đây các bạn có thể mở tay ngang vai nếu bạn là người mới, hoặc đặt tay xuống sàn đều được, nhưng hãy cố gắng chắp tay trước ngực nào. Hít vào một hơi sâu, rồi thở ra tay chạm xuống sàn, vào tư thế xoạc đứng, tay phải ôm cổ chân phải. Rồi đẩy gối trái dần cao lên. Và các bạn hãy giữ hai hông cân nhé. À, chúng ta cùng đưa gối trái về ngực nào. Rồi co gối trái, đưa gối trái về ngực. Rồi từ đây chúng ta giữ nguyên gối trái gập như vậy, mình đẩy gối trái lên. Cứ co gối nhé, đẩy gối hướng lên trời. Hông của bạn cân rồi phải không? Rồi bây giờ mình cứ hài lòng với độ cao của gối và mình cứ duỗi gối ra. Đấy, hông cân, rất tốt. Hóp bụng vào, bụng chạm đùi phải, giữ ở đây, xoạc đứng. Rồi chúng ta cùng co gối phải và đặt bàn chân trái cạnh bàn chân phải nào. Hít vào, vươn lên cái ghế, co gối hạ thấp hông, tay qua đầu, mở ngực nào. Rồi nhấn gót chân đứng dậy, thở hết, chắp tay trước ngực, Samadhi Hiti. Hít vào cái ghế, co gối hạ thấp hông, đưa tay lên cao, mở ngực nhìn lên, nhìn lên, thở hết, gập người xuống. Rồi bước hoặc nhảy về sau. One Vinyasa, gặp nhau ở cháu úp mặt, chữ V ngược. Chúng ta cùng đổi bên nhá, nâng chân trái lên cao, hít vào kéo dài cột sống, thở gối trái cùi trỏ phải, bao tư thế tam giác duỗi một bên. Hãy nhấn tay trái xuống làm điểm tựa, đẩy hông phải lên cao, mở khớp hông. Rồi thở hết ra, bước trở về chó úp mặt ba chi, đặt tay phải xuống, nâng chân trái lên. Rồi lần thở ra tiếp theo chồm lên phía trước, hoàng giả. Đưa tay trái qua đầu, đẩy ngực phải lên nào. Làm sao cố gắng dùng sức mạnh là điểm tựa, đòn bẩy là từ tay phải mình đẩy cái ngực phải lên bạn nhé. Rồi từ đây vào tư thế tấm bán nghiêng, hãy hóp bụng vào, ổn định cột sống không rung lắc khi chúng ta làm tư thế này. Đặt bàn chân trái lên trên bàn chân phải, nhìn lên. Rồi chúng ta chậm rãi hướng gối trái về trước thảm, hóp bụng vào, rồi bước lên phía trước, chân trái lên đầu thảm, vào tư thế chiến binh 1 nào. Hít vào, vươn tay lên cao. Nhiều khi chúng ta để ý vào tư thế khiến cho chúng ta tách biệt với thế giới bên ngoài. Đó là một điều tốt, nhưng mà đôi khi chúng ta hãy kết nối với xung quanh, không lắng nghe âm thanh xung quanh mình. Hãy chắp bàn tay lại với nhau, đẩy ngực lên, chiến binh 1. Giữ ở đây, mắt nhìn lên, 3, 2, rất tốt chị Châu. Và một chồm lên trước, hãy đẩy hông phải lên trước và hông trái của mình hướng lên trời bạn nhé. Rồi từ đây chắp tay trước ngực nào.
Rồi nhấc chân phải chiến binh bà, hãy làm chậm, mở ngực đẩy vai xa tải, hóp bụng nhìn một điểm cố định. Bạn có thể với dài tay về trước thử thách khả năng thăng bằng của cơ thể. Ba, thu cằm về cổ. Hai, úp ngực xuống nâng gối lên. Một, đặt tay xuống sàn. Rồi xoạc đứng tay trái sau cổ chân trái. Hóp bụng vào, gập xuống và giữ ở đây. Úp hông phải xuống bạn nhé. Hãy duỗi thẳng gối, càng nâng gối lên càng siết được cơ mông. 2. 1. Rồi co gối trái, đặt bàn chân phải cạnh bàn chân trái nào. Rồi từ đây hít vào cái ghế, vươn tay qua đầu, mở ngực nhìn lên, nhấn gót chân đứng dậy. Thở chắp tay trước ngực Samadhi. Rất tốt, chúng ta cùng trở về. Hít vào, vươn tay lên cao. Thở hết, gập người xuống hai chân, hóp bụng lại. Hít nâng nửa người lên, hãy làm Vinyasa của bạn nhé. Thở hết, bước hoặc nhảy về sau. One Vinyasa. Và gặp nhau ở chó úp mặt. Nâng chân phải lên, chó úp mặt ba chi. Hít vào, thở hết ra, tam giác duỗi một bên. Ở đây chúng ta có một chút biến thể này, hãy nâng tay trái qua đầu trước nào. Rồi, rất tốt. Rồi từ đây chúng ta sẽ hạ cái hông của mình hướng xuống bàn tay phải, tay trái hướng về cuối thảm. Rồi nhấn bàn tay phải đẩy hông lên, hít vào tay trái qua đầu. Thở hết ra, hạ hông xuống. Nằm, tiếp tục hít. Thở ra. 4. Hít. Đẩy hông cao lên. Thở ra. 3. Hai lần nữa hít. Hông không chạm sàn, thở. 2. Lần cuối hít. Nâng hông cao, tay trái qua đầu. Thở rút chân phải trở về, chó úp mặt ba chỉ. Hít vào. Thở chồm lên hoàng dã. Đưa tay phải qua đầu, thả lỏng cổ. Rồi từ đây vào tư thế tấm ván nghiêng. Bạn có thể làm bất kỳ biến thể yêu thích nào của bạn nhé. Bước chân phải lên trước. Chiến binh một hít vào. Mở ngực nhìn lên. Rồi thở hết ra, hai tay đặt lên hông. Đẩy hông phải về sau, duỗi thẳng gối trước nào. Thẳng cả gối sau, hai hông cân và hướng về trước thẳng, được chưa bạn? Rồi từ đây, hít vào, thẳng lưng mở ngực hạ vai. Thở ra, từ từ gập người xuống phía trước. Hướng rốn xuống đùi phải. Thả lỏng cổ, mắt nhìn về phía sau. Đặt tay xuống sàn. Chúng ta căn chỉnh cho hai gót chân thẳng hàng với nhau. Và có thể là bạn bước bàn chân trái lên trước một chút. Nếu như bạn cảm thấy là gót chân sau không với xuống sàn được. Và cứ căn chỉnh tư thế theo cảm nhận. Trong tư thế này hãy cảm thấy cơ đùi sau gần khối eo bắp chân. Và giải chậu chày được kéo giãn thật dễ chịu. Hãy nhấn ngón chân cái của bàn chân phải xuống, lùi hông phải ra sau, hóp bụng vào, vài hơi thở sâu nữa nào. Rồi chúng ta cùng nâng nửa người lên, hít vào trên các đầu ngón tay nào, thở hết ra, nhấn tay trái của bạn xuống sàn. Hít vào, vươn tay phải lên cao, mở ngực phải, mắt nhìn theo bàn tay phải. Cùng giữ ở đây. 3, 2, 1. Rồi chúng ta đưa các ngón tay về phía trước, nhấc chân trái lên chiến binh 3 biến thể. Hít vào,
thở ra co gối trái lại, đặt bàn chân trái sau bàn chân phải, hai ngón chân úp chạm vào nhau, hít vào nâng nửa người lên, thở hết ra gập người xuống hai chân hóp bụng lại, đẩy xương cụt lên trời. Rồi từ đây chúng ta cuộn từng đốt sống lưng đứng dậy nhé. Hãy làm chậm nào, hít vào. Vươn tay lên cao, mở ngực nhìn lên. Thở hết ra, chắp tay trước ngực. Samadhi, tốt lắm. Hít vào, vươn tay lên cao, kéo dài cột sống nào. Thở hết ra, gập người xuống hai chân, bàn tay của bạn chạm xuống sàn. Rồi từ đây chúng ta nâng chân trái về sau, duỗi dài chân trái và bước chân trái sang phía bên phải của thảm nhé, cuối thảm nhưng bên phải ấy. Rồi chúng ta dịch bàn chân phải sang bên trái, đúng không? Nghĩa là hai bàn chân của mình cách nhau bằng hông. Đấy. Sau đó này, chúng ta sẽ đặt tay trái của mình ngay dưới ngực nhé. Hít vào, vươn tay phải lên. Giữ ở đây, hóp bụng lại, các bạn có thể nâng lòng bàn tay lên và trên các đầu ngón tay, giữ. Rồi, hãy căn chỉnh cho hai hông cân, đẩy cái hông trái lên trước, lùi hông phải ra sau. Rồi, chị có thể nhích bàn chân sau sang bên trái một chút nữa. À, bàn chân của chị cách nhau xa quá, khép lại một chút. À, lùi bàn chân sau ra một chút nữa. Đúng rồi, làm sao căn chỉnh để hai hông cân hướng về đầu thảm. Và nếu khó quá thì nhấc lòng bàn tay lên chị để nâng được vai lên. Rồi, tư thế này giữ thăng bằng khá là khó. Chúng ta cần phải hóp bụng vào và siết chặt cơ lõi và đẩy vai phải về sau khi mình đang giữ hai hông cân nhá. Rồi, rất tốt. Đặt tay phải xuống sàn nào. Rồi từ đây chúng ta co gối trái và đặt gối phía sau gót chân phải. Ngồi xuống chéo chân. Chưa bạn? Rồi tay phải nằm ngón tay sau lưng. Hít vào, vươn tay trái lên cao. Xoay ngực trái lên trời. Mở ngực nào. Thở hết ra. Cùi trỏ trái phía ngoài gối phải. Và chúng ta xoay. Mắt nhìn theo vai phải. Giữ ở đây. Vài hơi thở sâu. Hãy áp dụng hay là sử dụng hơi thở sóng biển Ujjayi để tiếp thêm năng lượng cho các asana. Và hãy giữ khuôn mặt bình thản dù bạn gặp thử thách nào chăng nữa. Và nếu như tư thế đó khó quá thì bạn cứ chọn các biến thể dễ hơn. Và khi nào hơi thở gấp thì có tư thế đứa trẻ luôn chờ bạn. Hãy xoay vai phải về sau thêm một chút nữa. Tốt lắm, hít vào, vươn tay qua đầu, kéo dài cột sống. Rồi chúng ta tháo xoắn nào, thở hết ra, đưa hai tay sang trái nào. Đây, bây giờ chúng ta đặt hai tay phía ngoài thảm bên trái, nhấc cái hông lên, chồm sang trái nào. Vào tư thế Ekapada Kundinyasana. Giữ ở đây. Đặt má xuống sàn nếu khó nhé. Hoặc nâng má lên. Nằm. 4. 3. Hóp bụng, hít thở sâu. 2. 1. Nhẹ nhàng trở về tư thế xoắn chân. Như cũ. Rồi. Hít vào, vươn tay lên cao. Thở hết ra, chúng ta thử không dùng tay và bước lên tư thế chiến binh 3 xem nào. Làm chậm nhá, đẩy ngực về trước, nâng chân trái lên, cứ đặt tay xuống sàn. Rồi, úp hông trái xuống, hít. Thở hết ra, co gối phải. Rồi đặt mũi chân trái phía sau. Bước về sau, hai tay chạm xuống sàn nào. Rồi, từ đây chúng ta đặt má trong, bàn chân trái chạm sàn, bàn chân sau xoay một góc 90 độ. Rồi tay trái của mình cầm lấy bàn chân phải, co gối nhá. Nhấc bàn chân lên. Rồi hạ hông xuống bàn tay, hít vào nâng lên. 5. Thở ra xuống. Hít. Thở. 4. Hít. Thở. 3.
hít, thở hai, lần cuối hít, thở. Rồi chúng ta cùng nhấc hông lên và từ đây duỗi gối phải. Đưa tay trái qua đầu, duỗi gối phải nào. Giữ 3, 2, 1. Đặt gót chân xuống. Hanumanasana. Mình có thể úp bụng ngực cằm xuống nhé. Giữ ở đây hoặc lên tư thế xoạc. Đưa tay qua đầu, mở ngực, nhìn lên, giữ. Được chưa nào? Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, đặt tay xuống nào. Rồi, chúng ta sẽ trượt gối trái về trước và bước lên vào tư thế xoạc đứng. Thở hết ra. Nâng chân trái lên trời. Rồi đặt chân trái cạnh bàn chân phải. Hít vào nâng nửa người lên. Thở gập người xuống hai chân. Hít vào vươn người đứng dậy tay qua đầu. Thở chắp tay trước ngực. Samadhi. Rất tốt. Rồi chúng ta cùng đổi bên, nâng tay qua đầu, hít vào. Thở ra hóp bụng lại, gập người xuống. Hít nâng nửa người, One Vinyasa. Gặp nhau ở chó úp mặt chữ V ngược. Rất tốt, hãy hít thở sâu. Hơi thở Ujjayi sẽ giúp bạn có thêm năng lượng nhé. Và tập trung vào âm thanh sóng biển rì rào của hơi thở này. Để tập trung vào giây phút chánh niệm, giây phút hiện tại. Chúng ta cùng đổi bên, nâng chân trái lên cao, hít vào chó úp mặt Ba Chi. Thở hết ra, hòa vào tư thế tam giác duỗi một bên. Rồi, chúng ta cùng nâng tay phải qua đầu. Rồi ở đây chúng ta sẽ duỗi chân trái và hạ hông hướng về bàn tay. Bàn tay phải hướng về cuối thảm. Hông không chạm sàn nhá. Hít vào đẩy hông lên. Tay phải qua đầu, căng lườn phải. Thở ra hạ xuống. 5. Hít. 4. Hít. Nhấn tay trái xuống. 3. Hít. 2. Lần cuối hít vào, nâng lên, đẩy hông cao lên, thở hết ra. Rút chân trở về, chó úp mặt Ba Chi, nâng chân trái lên cao, hít vào. Thở hoang dã, đặt chân trái phía sau. Tay qua đầu, hít, thở hết ra tấm ván nghiêng, tùy theo khả năng và ý muốn của bạn hôm nay hãy chọn tư thế Vasisasana theo cơ thể. Rồi từ đây chúng ta bước chân trái lên phía trước. Chiến binh 1, hít vào. Thở, tay đặt lên hông, đẩy hông trái về sau, thẳng gối sau hai hông cân bằng. Hít vào, thẳng lưng mở ngực hạ thấp vai. Thở gập người xuống hóp bụng vào. Căn chỉnh cho hai bàn chân, gót chân thẳng hàng. Bạn có thể nhấc bàn chân phải bước lên trước một bàn chân, hai hông cân, rồi gập người xuống hóp bụng. 3, 2, đẩy xương cột lên nào. 1, rất tốt, nâng nửa người lên, hít vào. 5, ngón tay phải ngay dưới vai, thở hết ra nâng vai phải lên. Hít vào vươn tay trái qua đầu, xoay ngực trái hướng lên trời, mắt nhìn theo bàn tay trái, tư thế tam giác xoay.
hóp bụng và cùng giữ 3 hơi thở sâu, hãy đẩy hông trái về sau, nhấn ngón chân cái của bàn chân trái xuống sàn. Cảm nhận dải chậu chày bên trái được kéo giãn. Hãy đạp gót chân sau xuống sàn, kéo căng bắp chân phải. Rất tốt, từ đây chúng ta đặt hai tay của mình lên phía trước, hít vào chiến binh 3 biến thể, nâng chân phải lên. Thở hết ra, đặt chân phải sau chân trái, hai ngón chân út chạm vào nhau. Gập người xuống, hóp bụng lại. Thở hết ra. Rồi cuộn lưng đứng dậy, hít vào, vươn dài cột sống, đưa hai tay qua đầu. Mở ngực nhìn lên. Thở hết, chắp tay trước ngực. Samadhi hì chỉ. Tốt lắm, hít vào, vươn tay lên cao. Thở hết, gập người xuống, hóp bụng lại. Tay chạm xuống sàn, hít vào. Rồi đưa chân phải về sau, thở hết ra, gập gối trái lại. Bây giờ các bạn hãy bước bàn chân phải của mình chách sang bên trái thảm nhé. Và mình đưa bàn chân trái sang bên phải, sao cho hai bàn chân mở rộng bằng hông. Và hãy đẩy hông phải lên phía trước, hai hông cân. Rồi rất tốt, bây giờ đặt tay phải của mình ngay dưới vai. Hít vào, vươn tay trái lên. Hóp bụng lại, mắt nhìn theo tay. Giữ ở đây, vài hơi thở sâu. Hãy hóp bụng và đẩy hông phải hướng lên phía trước. Lùi hông trái về sau. Ba. Hãy vươn dài cột sống, hóp bụng. Đẩy vai trái ra 62. Rất tốt. Và 1, đặt tay trái xuống sàn, nâng chân phải lên, hít vào. Thở hết, đặt gối phải sau gót chân trái, ngồi xuống sàn, tư thế xoắn chân. Tay trái phía sau, đưa tay phải lên, hít vào, vươn dài cột sống. Thở hết, đặt cùi trỏ phải ngoài đùi trái và xoay đẩy vai trái hướng về cuối thảm. Mắt nhìn theo vai, hóp bụng và giữ. Rất tốt, cùng trở về, vươn tay qua đầu, hít. Tháo xoắn nào, thở đưa hai tay sang phải thảm nhé. Rồi hai bàn tay mở rộng bằng vai, chồm người sang trái, sang phải. Rồi chúng ta Ekapada Kundindasana. Mình gác này, cái chân trái của mình lên, bắp tay trái và đổ người về trước. Nâng chân phải. Các bạn thể đặt má xuống sàn nhé. Rất tốt. 5 4 3, duỗi chân trái ra nào. 2, nâng ngực vai lên. 1, nhẹ nhàng trở về tư thế lúc nãy. Đúng rồi, xoắn hai chân lại. Và bây giờ hãy thử thách cơ thể, bước lên chiến binh 3 mà không cần dùng tay. Nào, tay chắp trước ngực. Và các bạn có thể đặt tay xuống sàn cũng được. Hít vào, nâng lên. Rất tốt. Co gối trái, thở ra, bước về sau, đặt mũi chân phải về cuối thảm, hai tay chạm xuống sàn. Rồi đặt má trong, bàn chân phải chạm thảm, bàn chân sau xoay 90 độ. Úp tay trái xuống sàn, nhấn bàn tay đẩy vai lên. Ở đây hãy xoay cơ nhị đầu về phía trước, xòe 5 ngón tay ra để chống tay xuống sàn. Rồi tay phải cầm bàn chân trái, nhấc bàn chân trái lên khỏi thảm. Và chúng ta cùng hạ hông hướng về bàn tay trái nào. Hạ hông xuống, hít vào, nâng lên. 5. Thở ra xuống. Hít lên. 4. Thở hết ra. Hít. 3. Hít. 2. Hạ xuống, hít lên và giữ ở đây. Có thể duỗi chân về trước và đưa tay phải qua đầu,
Giữ nếu được nhá. 3. Nhấn tay trái xuống. 2. Hóp bụng hướng xương cụt về cuối thảm đẩy hông lên. 1. Đặt chân lên trước vào tư thế xoạc Hanumanasana. Rất tốt. Bạn gập người xuống chân trái trước, là giữ ở đây một chút. Úp hông phải xuống sàn, hướng đỉnh đầu về trước thảm. Có thể đặt trán tì lên tay, hoặc là đặt lên sàn, hoặc đặt lên chân. Rồi. Khi nào bạn sẵn sàng, hãy cùng nâng người lên vào tư thế vua khỉ Hanumanasana. Và có một sự tích về vua khỉ trong thần thoại của Ấn Độ. Các bạn đã đọc và tìm hiểu chưa? Đây là một tư thế nâng cao rất đẹp mắt và giúp cho chúng ta nhớ đến sự tích này. 5. Rồi, 4. Hãy cố gắng xoay đẩy không phải về trước. Bạn thể đặt tay xuống sàn. Là đúng rồi, cứ giữ ở đây thôi. 3. Rồi, cuộn 5 ngón chân phải xuống, nâng gối sau lên. Đúng rồi, và đẩy hông phải lên trước. Như thế này là tốt rồi. 2. Hướng mũi chân trước lên trời, bảo vệ ổn định cho hối nhá. 1. Rất tốt chị Châu, đặt tay xuống. Rồi chúng ta co gối trái và trượt gối phải lên trước. Bước lên tư thế xoạc đứng. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở gập người xuống chân trái, hóp bụng lại. Rất tốt, rồi chúng ta cùng đặt chân phải xuống nào. Cuộn lưng đứng dậy, hít vào vươn tay lên cao. Kéo dài cột sống, vươn tay qua đầu. Thở hết ra, chắp tay trước ngực Samadhi Chi. Rồi rất tốt, chúng ta cùng ngồi xuống nhé. Rồi các bạn thấy thế nào? Hãy duỗi hai chân về đầu thảm. Mình ngồi lùi hông ra sau một chút xíu. Hãy duỗi chân và vào tư thế Paschimottanasana. Hít vào, thẳng lưng lên, thở hết ra gập người xuống. Ngài hơi thở sâu ở đây. Dậy, hít vào, tay qua đầu, kéo dài cột sống nào. Thở hết ra, đặt tay xuống, co gối và nằm lăn lưng chạm sàn. Ôm hai gối vào ngực nhé. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra, xoay cột sống, đưa hai gối sang bên phải tấm thảm. Rồi bạn có thể duỗi gối nhé, duỗi gối phải, đưa chân phải về cuối thảm và co gối trái. Đúng rồi, tay phải đặt lên gối trái, hoặc là bạn có thể duỗi gối thì ngón tay phải cầm ngón chân cái của bàn chân trái, và bạn hãy lùi cái hông phải ra sau thẳng hàng với vai trái, và hãy ngửa bàn tay trái lên. Rồi úp vai, hít vào, hóp bụng lại nào. Thở hết ra, đẩy hông trái sang bên phải của thảm, là để chúng ta xoay cột sống. Và hãy lưu ý là hóp bụng để ổn định cho thắt lưng khi bạn xoay. Thư giãn khuôn mặt, nhắm mắt, cảm nhận. Đổi bên, ôm gối vào ngực, hít, thở ra xoay bên còn lại. Nếu bạn duỗi gối thì tiếp tục nhé. Hãy lùi hông trái về sau thẳng hàng với vai phải, và
và hạ vai phải chạm sàn, hóp bụng vào khi bạn xoay. Hít vào, thở hết ra. Rất tốt. Trở về, ôm hai gối vào ngực. Hít vào, thở hết, nâng đầu lên, hướng gối về trán, cuộn tròn lưng, mắt nhìn rốn, vài hơi thở sâu trong tư thế này. Cùng nằm xuống sàn và nghỉ ngơi trong tư thế cuối cùng Savasana. Hãy ngửa hai tay lên và quan sát từ đầu xuống chân mình. Bộ phận nào chưa thả lỏng thì mình cứ nâng nó lên và hạ nó xuống, rồi tới khi nào bạn thấy cơ thể của mình đã hòa vào thảm tập thì bạn nhắm mắt và thư giãn. Thả lỏng chân ra nào, thả lỏng ra. Rồi hít thở tự nhiên trong tư thế cuối cùng Savasana.
cơ thể. Cử động từng ngón chân, ngón tay. Xoay đầu phải trái. Đưa tay qua đầu. Duỗi chân về cuối thảm. Hít sâu. 5 4 3 duỗi căng cơ thể. 2 1 thở hết ra. Co gối nằm nghiêng người sang một bên. Khi nào muốn hãy ngồi dậy vào tư thế ngồi ban đầu. Cùng nhau chắp tay trước ngực, cầu chúc sự bình an cho muôn loài. Om Shanti Shanti. Namaste. Bạn vừa hoàn thành xong một bài tập thuộc khóa học yoga nâng cao cùng huấn luyện viên yoga Bài Sophie, được quay tại phòng tập Thiên Ân Yoga House ở thành phố Hội An. Khóa học này sẽ mang lại cảm nhận nâng cao cho các tư thế từ cơ bản đến thử thách. Nếu bạn muốn xem thêm nhiều bài tập như thế này với thời lượng lên tới 60 phút mỗi bài, với tổng thời lượng khóa học lên tới 15 giờ, thì xin mời các bạn hãy ghé thăm website yoga-nâng-cao.com. Có rất nhiều tư thế thử thách được yêu thích sẽ được hướng dẫn trong khóa học này, bao gồm những tư thế thăng bằng tay như là tư thế headstand đứng bằng đầu, hay các tư thế mở khớp hông nâng cao, tư thế mở lưng trên nâng cao như là bồ câu vua, hay vũ công, hay là bánh xe, con quạ, ekapada kundindyasana 1, và các tư thế xoay xoắn nâng cao như là tư thế là con quạ nghiêng. Nếu bạn yêu thích các tư thế này và muốn thử thách cơ thể và tâm trí của mình thì hãy ghé thăm website yoga-nâng-cao.com. Rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn đấy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bài tập yoga tiếp theo. Namaste.